mà kể cả là không đăng ảnh thì cũng ngửi thấy mùi rồi. Ngửi thấy mùi rồi. Nhanh lắm. Với lại được chứ, cũng giờ này anh gọi cho Ali mà. Cho nên là chắc thế chắn mình là bù lại một thử thách khác đi. Thử thách gì? Ờ, đến với cái 360 độ soi thì khách mời sẽ có trải qua một cái thử thách. Đó là thử thách mang tên là năm sắc thái. Năm sắc thái hả? Cute. Mà được biết là cái fandom của Ali tên là các bạn alo đúng không? Dạ. Thế thì bây giờ mình sẽ làm cute năm sắc thái theo kiểu nghe điện thoại đi. Nghe điện thoại làm sao thật cute. Nghe điện thoại làm sao thật cute hả? Ờ. Alo, sao sao năm cấp độ nha. Năm sắc thái nha. Năm cấp độ năm sắc thái. Nói chuyện của mấy chị Mỹ Đen. Nói ra tiếng xem, nói ra tiếng xem nào. Alo. Một. Cái gì? Xong rồi cái thứ hai hả? Nghe điện thoại kiểu gì ta? Kiểu gì? Kiểu gì? Nhật đi. Cute. Alo. Quay ra đây, quay ra đây. Alo. Mày bên này. Rồi kiểu gì nữa? Kiểu gì nữa ta? Kiểu Việt Nam nhá. Việt Nam nhưng Việt Nam vùng nào? Việt Nam Huế đi. Không, Việt Nam là kiểu mọi người có hay đi giao thông á mà mà phải bắt taxi không? Alo, đang đâu đây? Nhưng mà cái này không dễ thương lắm, mình đang phải cute. Đặc trưng cute. Ồ. Đi cute đi. Khó lắm nha. Kiểu bây Hàn giờ, Quốc kiểu không, kiểu này nè, kiểu meo 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 meo. Có nhiều cái clip trên mạng mọi người biết không? Cái clip mà có một cái bạn nam mà cứ hay làm meo meo á. Chắc Khánh không coi rồi. Ừ, chắc Ali hay coi chứ, ngày đấy Khánh không coi. Cập nhật đi. Ali với Trung Nhân hay coi chứ Khánh không coi. Xong sắc thái thứ ba rồi. Bây giờ một người sắc thái đang giận người yêu đi mà alo theo cái giọng giận dỗi đi. Thật có người yêu đâu mà giận trời. Như nào ta? Lúc giận Khánh như thế nào? Không được. Ali đi không à? Lâu quá không giận mà cái chuyện này luôn á, không thì giận. Bây giờ mình phải nhập vai, mình phải nhập vai vào một cô bé mới lớn nào đấy. Giận dỗi người yêu. Anh làm sao em nhỏ? Anh ơi. Sao anh lại thế? Cái đấy phải giận dỗi. Chứ như nào? Cái đấy là ô, cái đấy giọng gì nhỉ? Giọng Bắc đấy. Là cái gì nhỉ? Giận dỗi kìa. Là thị phạm nè. Thích nghe nhá. Em giận dỗi là mày thế hả? Sao? Không nghe đâu. Không hiểu không? Thế chứ. Đây. Bình thường giận á là gọi điện thoại không bao giờ nhấc máy đúng không? Nên là mình không thể nào mình tưởng tượng được cái điều đó hết á. Bình thường mà giận là không okay, bao giờ. Bây giờ mình alo nhiều rồi, bây giờ mình làm nốt hai cái cuối cùng là tạo dáng cute trước ống kính. Tạo dáng cute trước ống kính. Ok. 1, 2 rồi, cute hả? Cute mà. Ok ok, tiếp nào. 1, 2, 3. Được chưa? Được chưa? Cái này nhiều khách mời đến làm lắm luôn đấy. Meo 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 meo. Ok ok ok, và bây giờ... Và sẵn đây thì có một câu hỏi là không biết là mẫu bạn gái lý tưởng của Ali Hoàng Dương có giống như cô nàng trong MV này không? Ali nghĩ là Ali không có mẫu bạn gái. Có nghĩa là cảm thấy phù hợp là được. Miễn sao là mình cảm thấy mình yêu được người đó, mình cảm thấy mình có tình cảm, có cảm xúc là mình sẽ thích người đó, chứ không phải nhất thiết là à bạn đó phải xinh, bạn đó phải tóc dài, bạn đó phải tóc ngắn, bạn đó phải mông to. Hả? Rồi cái gì đó to. Ali nghĩ là nó Ali không có tiêu chuẩn trong cái chuyện đó. Hôm nay nói chuyện Ali mà dùng nhiều từ mạnh bạo quá thì tôi chết rồi. Khó chạy khó nói chuyện quá. Có bị píp píp không nhỉ? Không píp được, chúng ta live stream mà. À. Nên là tôi cũng hơi giật mình. Hơi quá đà nhỉ? Không hơi sao, quá, hơi quá đúng không? Nó là đặc trưng riêng mà nó đặc sản rồi, vui, không sao. Không sao rồi. Vương Khánh hơi ngộp gì thôi. Thế thì cái câu trả lời này có lẽ là cũng là một câu trả lời của khá nhiều người trong nghệ thuật ấy. Đa phần nghệ sĩ thì sẽ thích cái gì đấy nó tự nhiên và cảm xúc đến với đúng mình rồi. Hơn là một cái hình mẫu. Nên đến bây giờ vẫn ế. Hoặc là nhiều người ế. Hay là không có hình mẫu gì cả để bợp ai là có luôn đấy. Chứ không là những hình mẫu là kiếm khó ra. Đúng rồi, hoặc đúng rồi. Lâu ngày nó thế đấy, phải không? Lâu, khá là lâu. Từ
The Voice tới bây giờ Ali không quen ai hết. Bận quá. Chắc là vậy. Cái lúc rảnh thì lại có quen nhá, còn lúc bận thì lại thôi rồi. Thôi, chúng ta tiếp đến với bỏ qua câu chuyện buồn. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo.